được bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới. Đảo Ngọc Phú Quốc là điểm đến hoàn hảo cho bất kỳ ai đang kiếm tìm một không gian nghỉ dưỡng thanh bình, riêng tư và gần gũi với thiên nhiên. Trải dài trên đường bờ biển tuyệt đẹp này, Richards Phú Quốc Beach Resort tận dụng tất cả những ưu thế thiên nhiên cùng tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, tiện ích và dịch vụ đẳng cấp, chắc chắn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Được đánh giá là một resort không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn được đầu tư đúng mức về chất lượng dịch vụ. Richards Phú Quốc Beach Resort được bao bọc bởi màu xanh của sự sống, nét thanh bình của đảo ngọc thân thương. Ẩn mình bên hàng cây rợp bóng là những villa mang dáng dấp hiện đại, tao nhã, đem đến cho du khách cảm giác thanh bình, thư thái. Với lợi thế về vị trí địa lý có mặt hướng ra biển, Richards Phú Quốc Beach Resort là một tổ hợp phong phú, gồm các phòng, bungalow, căn hộ và villa cao cấp, được thiết kế theo phong cách mở và mang đậm hơi thở của biển. Các phòng được thiết kế sang trọng, có tầm nhìn đẹp, là một không gian sống kết hợp hài hòa sự tiện nghi mà vẫn đảm bảo cho du khách đắm mình trong cảnh đẹp của thiên nhiên. Bước chân vào mỗi phòng, quý khách được cảm nhận sự quyến rũ, dịu dàng và đầy cám dỗ khi phóng tầm mắt thưởng ngoạn cả cái mênh mông của biển và bao la của trời ở thiên đường du lịch này. Nội thất đáp ứng sự tiện nghi và hoàn hảo, bài trí mang tính nghệ thuật cao, không gian rộng và thoáng, có nhiều thảm thực vật và hồ bơi tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên xanh. Hồ bơi lớn được thiết kế hiện đại với quầy bar nổi. Không cần phải đi đến nơi nào khác, bạn vẫn có thể vừa thưởng thức những ly cocktail đặc sắc mà vẫn vùng vẫy giữa làn nước trong xanh. Ngâm mình trong hồ bơi hay nằm tựa lưng trên ghế, say ngắm thiên nhiên tươi đẹp, đón lấy từng làn gió biển dịu mát, tận hưởng hương vị đại dương xanh thẳm với những vũ điệu của gió biển phóng khoáng sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho thời gian nghỉ ngơi của bạn. Với phương châm tìm về với thiên nhiên, dịch vụ spa tại resort không sử dụng các trang thiết bị hiện đại, mà thay vào đó là các chất liệu hoàn toàn tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi, dung dị. Sự kết hợp những phương pháp massage cổ truyền và hiện đại, những đôi bàn tay mềm mại lướt trên từng huyệt đạo cơ thể, tinh dầu thảo dược thấm sâu vào từng tế bào, mọi mệt mỏi đều như tan biến. Hãy thả lỏng và thư giãn với các dịch vụ chườm đá, chườm thảo dược và bồng bềnh trong bồn gỗ với hương hoa tươi. Cùng với đó, những luồng gió trời mát mẻ, trong lành sẽ cho bạn cảm giác sảng khoái, mê say. Đến với Richards Phú Quốc Beach Resort, quý khách có cơ hội được thưởng thức những món ăn Âu Á hấp dẫn ngay tại nhà hàng. Bạn sẽ thực sự bị lôi cuốn bởi không gian sang trọng, thoáng đãng cùng các món ăn ngon được chế biến hấp dẫn và bài trí đẹp mắt bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp. Qua các ô cửa kính, cảnh vật xung quanh tĩnh lại cùng sự lắng động của cảm xúc, bữa ăn ấm cúng bên gia đình, bạn bè tô thắm thêm điều kỳ diệu của cuộc sống. Thưởng thức buffet sáng thịnh soạn cho ngày mới thêm căng tràn sức sống và cùng chào đón ban mai tươi xanh từ đảo ngọc bình yên là những khoảnh khắc tuyệt vời. Sau khi ngắm vẻ đẹp ban ngày của bãi biển, thưởng thức làn nước mát trong xanh và thư giãn với làn nắng nhẹ trôi qua, thì cuộc sống về đêm tại resort trở nên càng đẹp và lãng mạn. Thời khắc cùng nhau thưởng thức gala dinner đầy thơ mộng và các món hải sản ngon tuyệt, giữa không gian thoáng đãng đầy ấn tượng, rực rỡ đèn hoa sẽ làm tăng thêm nét thi vị cho bữa tối. Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rào như hát lên khúc tình ca, ngợi ca cuộc sống và tình yêu. Với Richards Phú Quốc Beach Resort, hãy tận hưởng tình thân trong kỳ nghỉ dưỡng gia đình, cùng bè bạn lãng quên mỏi mệt, để lại sau lưng tất cả những lo toan. Hơn thế nữa là phút giây sâu lắng của tuần trăng mật ngọt ngào. Bước đi nhẹ nhẹ trên nền cát trắng, nắng, gió và sóng biển hòa tấu nên khúc ca du dương trầm bổng. Xa xa thấp thoáng cánh buồm gợi nhớ đất liền của những chàng thủy thủ. Khung cảnh lãng mạn sẽ thay bạn nói lời yêu thương.
Với tất cả những gì thiên nhiên ban tặng và những đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, giá trị dịch vụ trong suốt thời gian qua, Richard Phú Quốc Beach Resort được hy vọng sẽ trở thành một trong những nơi nghỉ ngơi đẳng cấp và độc đáo, đáp ứng được nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng và ẩm thực cao cấp của mọi đối tượng du khách khi đến với đảo Ngọc Phú Quốc. Richard Phú Quốc Beach Resort, nơi gắn kết yêu thương.